chứng kiến một lon 40 hả? 45 ngàn. Rồi mắc cái gì? Chắc ngày nay lễ lên á, chứ thường nó bán 40 à, 35 à. Cá lên bóng quá trời chú ơi. Đó, vừa phao đó. Cá nhỏ, cá nhỏ. Dưới mình còn nào không nấy chắc cỡ bàn tay chứ hả? Này cá rô ở dưới gọi cá rô ghe. Cá rô ghe hả? Nó thon mà nó dài, thả trong nước thì nó giống con cá trào. À. Muốn đặt nó là cá rô ghe. Béo lắm. Nu. Vụ mình chắc cá giờ cũng đâu còn nhiều đâu chú ha. Ừ. Cũng chích điện tan tành hết. Đó, hàng thiệt đó. Siêu. Vậy cũng dính đó ha. Chút ép ha. Cái vỏ nó đựng cá nó không chảy nước ra hả chú? Ủa cái câu dây gì mà đem thùi liền? Dây tơ hả? Tơ. Dây BE, gọi là dây BE. Dây của Mỹ gửi về. Vậy rơi cá lóc rồi. À. À. Ồ cá bự quá chú ơi. Chứ không câu lỗ bên đây hả? Câu lỗ kim cầu á. Chưa tính ra lại cho thử một lỗ thử có không? Không có đi phải không? Cá lớn. Nước nặng mà kinh rạch đào kìa, chạy qua cầu nước mặn. Cá bự. Thường câu dưới. Con này dính này. Thua, cá cái này thua, nhỏ quá.
phải im lâu lâu lên cái gì đó mà nó ăn nhiều, nó lên liên tục gì cá chậm ăn. Đó, cá cối nè. Con này cũng được chứ, được đến đó. Cái này có cũng vui rồi. Này chú câu lưỡi dũa à? Ừ. Không thích câu lưỡi sớm hả? Không, không có chơi lưỡi sớm. Người nào có một cái cách câu khác nhau. Người thích lưỡi số, người không thích lưỡi dũa. Lưỡi số nó thấy nó bén lắm. Lưỡi số khó dắt chứng kiến á. Đúng rồi, khó dắt lắm. Nó nghiêng qua bên mà cái thông kim với lưỡi nó cục cổng mà khó dắt. Cá bự à. Cắm nhiều cá hả? Cắm gạo, cho rang, vị hương, tỏi. À, thơm quá ta. Ngon quá vậy mà nó không chịu lời. Mồi nhữ này nó lẹ hơn mồi mồi kiến ha. Mình thải xuống cái nó có nó lợi liền gì. Thì cám chú rang lên hả? Rang. Nước mắm. Còn phải nước mắm ngon. Nó vàng rồi mới chế nước mắm vô. Trộn nào cám nó khô hết. Ví dụ đi lại đây câu lấy nước ở đây này, trộn vô. À. Chưa học được cái nghề độ mấy nhỏ nó làm mồi câu cá trê. Đó nó là như mới thầy đọc nó học rồi thầy đọc. Con nó không chỉ. Chính rồi đi câu chung với nó. Nó cũng móc trùng. Trùng mình bỏ đất thì mới sống. Trùng nó không có bỏ đất. Nó phá quá. Say dữ ha. Cái vỏ độc trời. Vỏ gì mà nó không ra nước, ở trong nó da hả?
Ở trong bằng da mà. Ngoài dù trong da. Lớn nhỏ có. Mấy cái vỏ xanh xanh đó, chú, xanh nước biển rồi đó, nó lộn nó chảy nước. Mấy vỏ đó như mấy tấm bạc. Nó hai mấy ba chục ngàn cái à. Này vỏ này chú mua nhiêu cái? 45 ngàn. Lớn thì 55 ngàn. Dướng gì? Lửa cắm. Lửa cắm. Dướng lửa cầu cắm hả? Trời ơi. Quá trời con rô bự ghê vậy. Con này nhỏ. Nhỏ như vậy mà nhỏ hả? Cái này là nó cũng thần kỳ lắm rồi. Con ấy nãy câu kia bự hơn này. Con trong thùng bự. Nó dính rồi sao nó dướng dướng, nó dướng cái bự câu. Lâu quá là lâu rồi mới thấy là cái cần này. Này rất là lạc. Giờ thời buổi giờ mấy cần thủ sử dụng cần mũ không à. Nó gọn, nó nhẹ, nó dễ di chuyển á, dễ đi xa người ta xếp vô bao ta bỏ. Ta đâu chơi những cần tre gì nữa đâu. Ồ, cái khớp này là anh nói rồi hả? À. Mình làm mình rút ra để mình di chuyển đi xa đó hả? Ờ à, đúng rồi đúng rồi. Cái này mình chế mà. Chế hả? Ừ. Ồ độc quá. Nè cái này tháo ra nè. Ồ. Rồi gắn vô. Này giống như cần recalock. Ráp vô. Ráp vô thôi. Chế mà nè chế. Mà. Chế mà. 14 tờ này mua không? 14 vé 93 đây. Chúng ta bán đi. Đây thành phố Long An quận 93 phải không? 193 đây. Đây. Còn mấy tờ? 18 vé. Sari luôn hả? Ừ, Sari đó luôn. Đắp cái ngủ luôn. Chỗ 18 vé. 193. 15993. Còn 14 vé. Cầm lấy để coi còn bao nhiêu tiền đi. Lấy cho 4 tờ đi. Rồi, 4 tờ. Câu cá rô này là mình câu vỏ sắc mé nó ngon hơn hay mình câu ở ngoài giữa ngon à? Cũng tùy theo người câu. Mỗi người mỗi ấy. Em thấy người ta câu ta bỏ ngoài hơi xa xa ngoài không? Đúng rồi. Thì mỗi người mới. Nhưng mà em cảm thấy là con cá rô nó nằm ở sát cái bờ, nằm trong cái hốc là cá rô bự nhiều. Còn ở ngoài cá rô nhỏ nhỏ không? Ôi hộp à. Đánh rồi dướng. Chà. Cái giống cá trê quá à. Cái lút xuống như cá trê vậy. Động lỗ nữa. Đi phao đẹp ghê là mà vậy mà giờ không dính. Dướng chà.
dưới hay không. Dướng ăn luôn rồi, rồi dướng luôn, nhìn là biết có trà dưới rồi. Thầy ơi đón chào luôn. Vậy sầu câu trời, ốc đắng quá trời luôn. Hèn chi bỏ hoài nó không xuống. Cái bự. Cái này được rồi. Cái này được. Hai ngon mấy. Câu sắc mé gì mà cá nó không nhát ha. Nó vẫn vô bình thường. Cái này được rồi. Quay luôn. Quay luôn. Thâu cần các bạn ơi, cái ăn này chậm ăn quá. Rất là chậm ăn luôn, rồi thời tiết nó thay đổi á. Lạnh đột ngột nên cá nó không có ăn mạnh các bạn, ăn rất là chậm. Rồi thu cần về. Rồi câu cá xong, tạm biệt các bạn ơi. Hôm nay cá chậm ăn quá. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha.